Ok, hôm nay anh em, hôm nay chơi thử về bản demo của những con game mới. Mấy bản demo này thì thường chắc là họ chuẩn bị sẵn cho cái đợt Steam Next Fest sắp tới đó. Kéo dài từ ngày 5 đến ngày 12. Steam Next Fest đầu tiên của năm 2024, nơi mà rất nhiều những con game đang được mà trông chờ sẽ ra mắt những cái bản demo. Tất cả chúng ta đều có thể chơi được những cái bản demo đó. Thường thì sau khi kết thúc sự kiện á, thì những cái bản demo nó sẽ ngưng lại thôi. Một vài con game thì họ vẫn giữ cái bản demo đó luôn. Một vài con game thì sẽ tung ra mắt sớm những phiên bản demo mới nữa. Hôm nay thì tôi sẽ thử vào cái bản demo của con game này. Thể loại nó là Action Gogolai. Action Gogolai, Gogolai luôn. Indie có giá trị chờ đợi rất là cao. Thể loại nhập vai có độ khó. Có độ khó thì hên xui à. Nó có cả cào cái hầm ngục luôn nè. Game này lúc trước là có một bản Gogolai á mà tôi không nhớ còn không. Còn cái đợt demo này thì chắc là Steam Next Fest sẽ có thôi. Đồ họa nó thì pixel tương đối nặng luôn nha. Nãy giờ thì giới thiệu rất là nhiều cái lắp nhân vật, mỗi nhân vật thì có một kiểu chơi riêng. Con này nó làm cái tông nền nhiều lúc khó nhìn quá. Rồi, coi thử sơ sơ cái trailer như thế thôi. Trông cũng khá là ổn áp đó. Đợt lúc trước thì họ có tung ra một bản Golugua, nhưng mà tôi không biết cái bản đó với cái bản demo này nó có khác gì nhiều nhau. Không biết thì nó có khác biệt giữa hai bản nhiều không. Nên bây giờ vô chơi thử thì sẽ biết thôi. Single laser với chia sẻ màn hình. Có mà remote play together. Yếu tố hành động trong game này rất cao nha. Đồ họa thì nó pixel rất là nhiều. Nhưng mà SFX nó FX nó làm rất là đẹp á. VFX rồi nè. Mấy cái hiệu ứng đòn đánh rồi đó. Mấy cái chiêu thức nhìn cũng rất là rõ ràng. Lúc trước thì có chơi một con game cũng tương tự như thế này rồi. Rất nhiều game luôn. Bây giờ nó đang update gì nữa đây. Tí nữa thì sẽ thử qua con này luôn. Với một con này nữa. Có thời gian thì chơi hết từ từ. Chủ yếu là những cái bản demo thôi. Tranh thủ bật FPS lên. Made by Unity Hyper Chain Siêu. Cái này là chữ gì đó. Phiên bản này là 0.13.1. FPS khá là ổn. Control nó dạng semi auto. Audio nó nằm ở đâu. Cái này là tương phản, còn cái này là gu màn hình thì chắc ăn là tôi sẽ ọp rồi, nếu không thì nhức đầu lắm. Rồi FPS cũng ổn định luôn. Ngôn ngữ thì có rất nhiều ngôn ngữ nhưng rất tiếc là không có tiếng Việt của chúng ta. Đòn đánh cơ bản là nút chuột trái, đá là nút cách, tương tác là nút F. Ngoài ra có một số cái kêu là QR gì đó. Đây vẫn là cái phiên bản demo nha. Nên có thể là nó sẽ khác biệt với phiên bản chính đó. Thậm chí là không biết nó có giống cái bản tên FF sắp tới không. Khu rừng thì cách gần đây là đã 20 năm đã trôi qua rồi Lily. Tôi ghét cái nơi này. Mình đang nói chuyện với ai đây? Có khả năng mình gặp gấu này hả? Đây là cái viên kim cương này nè. À, mình đánh lửa hả? Đáp. Cái này là cái bộ chiêu thức của mình. Bắn ra một quả cầu lửa gây 10 đâm lửa. Ý da. Đen đục chữ không khóc. Perfect door. Tức là mình né vào cái thời điểm chính xác luôn á. Khi đang đánh là mình không thể di chuyển nha. Giữ chuột trái để có thể là cách kill tự động. Ok
Bây giờ mình đi mình đánh tượng không vậy ta? Tấn công vào cái cục này nó sẽ nổ ra nguyên phạm vi toàn bộ. Ok. Một cái quyển sách. Đây. Tăng cái điểm tính năng của mình sẽ ghép thêm một combo khi mà tấn công. Combo phone á thì sẽ cho mình cái kỹ năng đặc biệt hơn. Cái này là học viện, cái này là trang bị của mình. Bắn ra một cái quả cầu tia lửa xuyên qua gây 20 đâm lửa, còn cái này thì gây 10 đâm lửa thôi. Nó trên nhau 2 lần đâm, còn cái này trên 4 lần đâm luôn nè. Ghi đâm và đốt đối phương trong 4 giây luôn nha. Nhưng mà làm sao để sử dụng? Đây là nhân vật của mình có tên là Ugit. Đây, mình mỗi lần mình đánh một lần á nó sẽ tích tụ lên cái này. Đánh hai lần thì nó lên cái này, đánh ba lần nó qua cái chiêu này. Lần thứ tư thì ra đây. Đó. Vậy là mình phải đánh đổi giữa hai yếu tố. Một là mình vừa đánh vừa di chuyển để có thể né kill. Máu của mình coi ở đâu ta? À 40 trên 150 nè, chết tôi rồi. Đang tu tôi ghi mà máu nó tụt gì nữa. Cẩn thận có gấu phía trước. Nhắc kiểu này hai lần là chắc ăn có gấu rồi đó. Nó có một lớp chuyên thì nó có thể đỡ đạn của mình nhé. Nè. Là phải dùng combo mình mới phá được cái đó. Cái khiên nó giảm tới 50% đam lận. Muỗi, con muỗi, hai con luôn ạ. Cái gì? Né dễ dẫn dính 30 máu, còn có 10 máu à? Trời ơi. Nó sẽ nổ cái này, nổ luôn cái tường ở dưới này. Chết luôn rồi. Không sao, chết đầy máu lại, ngon. Ủa, đánh đẩy con này nữa hả? Cái cầu lửa hình như là nó có phạm vi bay xa hơn nha. Với lại con này á, mình né chiêu á, nó cái iframe nó rộng lắm. Nên rất là dễ mà cái đòn né hoàn hảo. Perfect door á. Rồi, dính 7 dính hoài. Cái đoạn lướt của mình là nó không có giới hạn hết ba, tức là lướt thoải mái luôn á. Nhưng mà lướt thì tất nhiên mình không combo được rồi, nên phải lợi bất cập hại thôi. Hồi nãy tôi mở ra cái gì đây? À đây nè, mình có thể nâng cấp. Mỗi lần mà mình đạt được hai cái điểm combo á thì nó sẽ gây thiêu đốt thêm 4 giây. Cái mảnh này thì sẽ thêm hai cái tia nữa. Xuyên thấu thì sẽ thêm xuyên qua hai mục tiêu luôn, là cái chiêu thứ ba này, combo thứ ba giá 50 đồng. Hai cái đòn kế đầu tiên á, cái đòn đánh thường khi mình bắn cái chiêu này á, thì mình đánh thường tiếp hai lần nó quay lại combo ban đầu á thì nó sẽ tăng 40% đam. Nhưng mà tôi chưa biết cái đam đốt này nó có mạnh hơn không, khó thì chọn cái này nó ngon hơn, cái xuyên thấu này thì hên xui lắm, còn cái này hơi khó.
Cái này tính ra mình phải đánh đến 6 lần nữa nha, 1 2 3 là 4 nè, quay lại 2 phát nữa. Cái đầu tiên đi, cái đầu tiên thì nó dễ hơn. Nó thiêu đốt được 15 đam hay gì á. Học sách mới, sách mới. Sách này nó mở ra chúng ta cái focus. Sau khi né thành công á, mình sẽ nhận ngay 2 điểm focus luôn. Trời ơi. Ủa, cái này cũng dính đam nữa hả? Không, nó bay không tới. Phải lợi dụng cái này để lấy điểm focus này mới phá được cái tường nó đi qua nữa. Cái khung này nó chiếm phần lớn màn hình quá ngập. Trời, né đừng cái. Cái gì đây? Ôi giời, cái bẫy à? Con này farming hơi bị mệt luôn đó nha. Cái iframe nó gọc nhưng mà mình phải farming để mình né liên tục luôn á. Em này chắc nói chuyện với mình này. Ô, cây này cho máu hả ta? Nãy giờ không để ý luôn. Nếu mình mất focus á, trong khoảng 3 giây thì gọn 35 trăm đâu. Cái này đánh nhanh hơn hả? Cái nào thấy cũng ngon cho nó. Trong công nhận con game này cái nâng cấp nào cũng đáng chú ý cho nó. Tốc độ đánh đây. Có máu không anh ơi? Chết luôn. One hit à. Đánh đi bạn. Mất 60 máu trời. Con này là phải thăm minh né kêu liên tục luôn.
Mà công nhận né siêu quen rồi thì mình né cũng bá đạo hết chứ. Bên này có đường đó là sao ta? Đó. Chỉ tạo ra mở hai cái bẫy gì à? Game này công nhận nó lừa mình nha. Mọc nè, mọc nè. Máu không? Máu không? Máu. Máu. Cộng 49 máu. Go away. Ông này dạng như là bị điều khiển tâm trí rồi. Mình đến đây là tìm người bạn thôi. Vẫn dính bẫy. Đơn giản không? Anh em thấy lợi dụng cái bẫy này né liên tục nó rất là dễ luôn. Mặc dù tôi chả thấy con boss ở đâu luôn. Tôi có là làm đau bạn không? Ông cũng có cố gắng đấy nhưng mà không có đủ khả năng đó đâu. Cú gích đến từ cái mà Tommy rồi. Lỗi của tôi. Tôi đã gặp tai nạn kể từ 20 năm trước hả? Hồi nãy thằng này nó nói là từ rất lâu về trước, hình như là 8 năm hay 18 năm vậy đó. Tôi đã đánh mất trí của mình trong cái khu rừng này khi đối mặt với lũ quái vật gì đó 20 năm trước. Có chuyện gì đó xảy ra, tôi thì không muốn gọi về bởi một cái ai đó thôi. Mình sẽ đi đến cái ngôi làng này. Con gái của ông Cathy đang trong ngôi rừng đó, tôi cô ấy. Tôi rất là nhớ nó. Rồi, cụ cứ đó đi. Mấy cái này là mấy cái gì? Sao bắt mình đánh cái khiên này đó? Hình như là lúc đánh boss tôi đánh xong rồi. Thậm chí cái bẫy này nó cũng chả kích hoạt nữa. Nè. Lại học thêm một điều mới, còn 20 máu à. Gipper sờ tim sờ tờ gì không có gây tổn thương cho bạn lần nữa là sao? Ăn trái cây, ăn trái cây. Rồi rồi nó cho mười mấy máu à. Con này cơ chế mua mành đó là công nhận là ổn đó. Né liên tục, combo liên tục. Cộng 20 vàng khi bắt đầu một cái chuyến hành trình của mình, yêu cầu là 20 kim cương. Tài nguyên của mình là không vàng không kim cương hai cái bàn tay. Như có ai đang đứng đây nè. Con chó. Trời ơi. Cũng được. Cái này là greenhouse nhà màu xanh của mình đó. Cái nào nó cũng cần mà cái kim cương này hết. Nên chắc phải đi đánh nhau thôi. Bây giờ mình phải đi đâu? Nói chuyện với Katie. Katie là em nào? Tử thi kim Katie ở đâu? Một người đàn ông hình địch đến nữa đó. Tôi là Katie đây. Tôi có thể giúp gì cho bạn. Tôi đã gặp bố của bạn ở trong cái khu rừng ở phía đó. Em này hình như là không tin luôn. Anh ấy muốn tôi nói với bạn điều này. Ông người vẫn rất là yêu bạn thôi. Cảm ơn. Có chuyện gì xảy ra với bố của em vào 20 năm trước? Thật không may là tôi không biết gì cả. Tôi lúc đó chỉ còn là một đứa bé thôi. Vậy em này mới có khoảng là hai mấy tuổi. Chớp đầu xương xanh thôi em ơi. Một ngày cơn bão đã cho chúng tôi đến đây vào cái đêm hôm qua hả?
Kutan nè. Rồi mình đi kiếm cái ông Kutan ở trong cái đền, ở cái trong cái nhà ở phía sau lưng mình á. Rồi cảm ơn Katie. Mình có thể dịch chuyển ở photo dưới này để tìm một lần theo cái dấu chân của con gấu. Đâu cái cổng dịch chuyển ở đâu? À đây nè. Đây là cái phần thưởng cho cái nhiệm vụ của mình phải không? Đây là mô tả thôi, cái này là boss. Còn cái này là cái đền thờ Storm là mình đang ở đây. Tiền, thêm một số tiền. Còn cái này là kỹ năng và skill đặc biệt. Vậy như cái phần thưởng khi mình đi á, kéo dài cái thời gian hiệu ứng. Laser phát tôm 60%. Ngon nha. Mỗi lần này tiêu cái phát tôm thì có 35% cơ hội gây chí mạng, nhưng mà 60% thì nó ngon hơn á. Cục này là sao ta? À, cái điểm này như cái dạng tele đi dữ phải không? Này nó đỏ quá chứ. Mở gương chưa bắt chuột máu đâu nha. Cái gì mở gương này cần tiền nữa hả? Cộng 16 tiền. Cái gương này nó hiện ra cái gì ta, nó sấm ngét luôn nè. Rồi học tiêu thôi. Bây giờ hai cái đòn đánh thường là đốt quân địch trong 4 giây. Laser rồi bây giờ sẽ tự động tấn công là sao? Cái này dạng như cái đường đi của mình vậy đó. Bắt buộc phải chọn cái đường này là đâu có đường đó. Mình như có ba cái đường đi ngang nè. Ồ rất là dài nha. Cái tù này là cái đòn tấn công. Liên quan đến những cái đòn tấn công thì mình cái khúc xương này cho bạn một cái cổ vật, tí nữa đi thử cái này ơi. Rồi đây đây đây. Quân địch thả quân địch trong 27 giây. Thả quân địch trong 27 giây. Cái này thì không đủ, vậy là nó phải có cái điều kiện gì đó. Tức là diệt quân địch càng nhanh càng tốt không? Đây nè, nó có hai gương nè. Đi dưới đi dưới.
Hình như có gì đó sai sai rồi. Hai mươi sáu giây thì được, chỉ có hai cái gương thôi, có cái nào nhiều hơn không? Trời ơi, nó clone ra những cái đòn đánh của mình. Ba cái thánh tích này mình lấy được hết ba cái không ta? 30% đòn tấn công cơ bản, 30% cơ hội gift cho đòn tấn công cơ bản. Cái gift phát chơi là cái gì ta? Khi bạn có một cái khiên hả? Đúng không? Khi quân địch có cái khiên cũng được, nhưng mà lấy cái đồ nó, cái này là cái mới. Mỗi cái bóng bây giờ có 50% cơ hội là gây chí mạng nữa, cái này tăng 60 lên 80 hoặc không ngon. Hai giây sau khi mà mình tạo cái bóng thì gây thêm đam, lấy luôn. Tốn thời gian phết nhé. 39, 39 là sao ta? Cái này thì vẫn vẫn mở được luôn. Thưa chị có gì dạy em không? Infinity là cái gì đó? Mỗi focus thì 1% máu ta mình mất. Không. Tăng thêm một điểm focus khi mình được focus. Bộ bút à? Trên dưới đều như nhau, nhưng mà mình chọn cái đường đi ở dưới á, mình có thể chọn phân dân thêm một cái con đường đó. Vẫn bị mất 30 máu thiệt. Có máu gì không? Trời, bị kẹt luôn ơi. 52 giây chết tôi rồi. Mình không có đạt được đủ điều kiện để mà lên được cái bức tượng cầu nguyện đó. Khúc xương này thì cho mình một cái thánh tích.
gì đây, 12% đam khi mà mình có cái bao ghi gì đó. Mình chưa có cái này. Lấy sao ta? Sai lầm rồi, thánh tích mình là có giới hạn nha. Thánh tích này cũng tốn tiền mua nó đó. Bây giờ đánh boss này nè. Lần đầu tiên tôi sẽ ăn hành con boss này cho anh em coi. Gì đây? Thằng này hình như bị điều khiển luôn rồi đó. Cái gì nhanh vậy? Nhìn không thấy khiêu luôn. Thôi nâng cấp tiếp thôi. Ông này thì bán sử dụng cái vũ khí ở lót thứ hai, vũ khí phụ ở lót thứ hai là sao? Devil này tăng 1, không biết nó là cái gì. Gen hao chưa có. Cộng 20 vàng khi bắt đầu, 20 máu, 10% đam từ cái mấy cái cháp giảm đi. Không biết này là cái gì nhưng nó có vẻ ngon. Làm lại. Đi lấy thánh tích đầu tiên đi. Trời ơi. Tiền của mình có 57 nên quất luôn cái này đi. Cỏ. Mất một đống máu luôn. Còn 6 máu à? Thôi xong tôi rồi à. Giờ xua hả? Khi mà mình dưới 25% máu luôn luôn tồn tại là một cái focus. Máu của mình dưới 25% thì 150 này chia 4 ra là khoảng 40 rồi. Chia ra cho 4 là 38 máu. Coi như là dưới 40 đi.
Cái này mình lấy được focus là tăng tốc độ đánh nó rất là nhiều luôn. Đánh nhiều thì lên combo nhiều thôi. Bây giờ 40 máu à. Trời né vậy mà vẫn giết. Siêu tốc ba mấy máu lại còn một máu 14 máu chả có gì cả. Khúc xương này cho bạn thánh tích, thánh tích thì không cần nữa. 80% rất là ngon nha. Máu gì mà còn có 100 không? Rồi gục luôn. Gục luôn gì đâu vô 7 cũng được, mình nâng cấp được cái mới 30 lần hả? Nó sẽ đợt này bèo gì bàn tay là sao ta, từ từ trang bị mình chẳng có cái quái gì hết nè. Cái này không biết vô game hay là ở đâu ta. Bia mình phải đánh xong con boss thì mới mở được bia, sắp lên level 2 rồi, điên cái nữa. Sao toàn ăn hành không như nào. Ây da, ây da. Trời bị nó tống thêm 30 báo nữa. Thôi rồi, tôi rồi. 53 giây, 53 giây. Quá to luôn. Đi cái cửa đầu mà to như thế này rồi.
Vãi, trời ơi, vãi thiệt. Bạn đó bất tỉnh rồi, bị đốt trong cái làng đó, không thể nói nó là một giấc mơ hoặc là không thôi. Ủa, chết 3 lần nó cho mình về đây làm cái gì? Đánh và đừng đánh. Đánh và đừng đánh. Đánh và đừng để bị đánh nữa. Đánh tôi đi. Ông này không đang dạy cho mình phải không né. Đó, đừng có để bị đánh giống như vậy đó. Đó gọi là né tránh. Tốt nhất là né trước khi là bị đánh thôi. Hóa ra nãy giờ nó củ hành mình để ông này về dạy dỗ cho mình. Nếu không tin thì hãy cứ đánh và đừng để bị đánh. Di chuyển như một con mèo, tôi không phải là mèo, tập trung vào nó đi, bạn sẽ đạt được đẳng cấp mà như tôi ấy bây giờ. À đây, bây giờ mới cho mình cái này, cộng 100% né tránh vào 0.6 giây sau khi mà né thành công. Hóa ra ổng nhét hành vô mồm mình là để làm cái hành động như vậy. Rồi thôi, game này chơi đến đây được rồi, ăn hành nhiều quá, độ khó quá cao. Nên bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua con game thứ hai. Game này có tên là Always in Me, Always in My. Hiện đang có bản demo trên Steam luôn nè. Anh em nào thích thì có thể vô thử cái bản Steam demo này luôn. Game này là một dạng game mà phiêu lưu giải đố vào cốt truyện. Không, không có thẻ giải đố nha, có giải đố nè. Đồ họa con này thì nó dạng mà stylish nhiều hơn là nó vô ly. Mình sẽ nhảy nhảy trên ba cái khối domino này hả ta? Con này thì dạng mà di chuyển này. Rồi, chúng ta vô game coi thử làm sao. Vẫn chưa có thời điểm ra mắt chính thức, hiện tại chỉ có bản demo tương đối trên đây thôi. Thì đợt này con game chắc sẽ tham gia sự kiện Steam Next Fest luôn á. Nên anh em mà muốn thử demo bây giờ cũng được. Hoặc là nên chờ đến ngày 5 tháng 12 luôn. Đây nè, có ngày 5 tháng 2 luôn, nó sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 2. Bây giờ vô thử game coi làm sao. Mình nên lắp cái tay cầm vô để mà chơi cho nó thoải mái hơn. Nhưng mà làm biếng lắm. Unity luôn. Thì Unity vẫn là cái phần mềm làm game khá ổn áp. Bonus content là cái gì? Ồ, đồ họa trong chiêu phết nha. Nothing like a little mouse keyboard therapy. Poke around, click some stuff. I bet you can't find everything. Thì bấm vô đây nó sẽ hướng dẫn mình rất là nhiều thứ. Chơi thử bản demo thôi. Nói về cái trí tưởng tượng của thanh niên nè. Trời ơi, có tay cầm không? Ủa, có mà phím chuột không? Chạy bằng cái này. Ra xe là giữ nút A. Zoom là A, double zoom là A. Ném là cái nút ở trên. His full name was Henry Theodore Jacobs. A serious name for a serious man. Henry was the kind of man who spoke gruffly, but was really a sensitive butterball under all the grumpiness. I think your father got that from him. Đây, muốn tay cầm thì có tay cầm luôn. Đang giới thiệu về cái nhân vật Jacob này, anh ghi. Cái gì mà chấp tới bốn vậy? Henry's childhood wasn't easy, and I imagine yours hasn't been a cakewalk either. The memories he shared have been misplaced over time, but you have the power to illuminate what's been lost.
Tay cầm này khó nha. Tại vì mình phải quay cái camera nữa. I'm still not used to hearing her voice. Did you help her make this place too? Your mother had unprecedented access to cutting-edge technology. I've generated most of this from just a single scan of your grandfather's brain. What was Mom saying about illuminating things? I can help with that. Consider this your first upgrade. I get upgrades? Cái này dạng như cái trí tuệ nhân tạo trong cái đầu mình luôn phải không? Đang mô phỏng trong cái tiềm thức của mình. Quyển sách nó bay bay bay. Ở đây là nó ghi mình có một cái upgrade đầu tiên rồi nè. Sao ta? Nói chuyện với gồ si, nút E. Is this really how I get to know my grandpa? I just have so many questions. What's on the list? What was he like as a kid? Who was his best friend? What was his favorite color? Conflicted. Tommy Fisher. Người trả lời rất là đơn giản luôn. Nói về sở thích người bạn hay là cái gì đó của ông bố. Nút ship là chạy nhanh. Thì thoảng nó vẫn góp FPS nè. Nothing is ever fully forgotten. Sometimes lên màu đó. Memories just need a little reminder that they still exist. Your grandfather's dementia hid his life story away, but you have the power to bring it back. Let's start with the basics. Try throwing me. Did you know you can focus your aim? And you can retrieve me with ease. Kick me as hard as you can. It won't hurt. Không hiểu lắm, vẫn chưa hiểu cơ chế điều khiển là làm sao luôn. We should illuminate the beacon. What is memory, Teddy? A million novels filling the library of our minds. An innumerable collection of canvases, painted by the gradual brushstrokes of time. Go far enough back, and memory changes from still life to surreal, from biography to fantasy. Everything you see here, inside and out, is your grandfather's story, and you have the power to bring it to life. Mom left all of this for me? She wanted you connected to your family, and there is much more to explore. Where shall we go first? Ủa thật này, chơi tay cầm nó khó vãi thiệt. Đây, chúng ta quay trở về phím chuột đi. Nãy đi từ đây bảnh qua phải không?
Hey, what's this? Yeah, it appears to be a puzzle. Đây là một cái câu đố đầu tiên thôi. Ba bức thư á. What it could be. Yeah. What's happening here? It's the update. The code conflicts are causing interference. We should probably do something about that. Fortunately, you have a solution in hand. Cái cách giải quyết vấn đề nó nằm trong tay mình. Cái này là chữ S này là số 5. Đụng vô lại văng biết giờ. Did you see that? Spectacular. You're pretty useful. Just like playing catch with your old man. Yeah, but Dad throws like a lip professor. Trời, đi một đường vòng rồi về chỗ cũ rồi. He teaches literature. Grandpa Henry was a painter? He grew into it late in life. Rồi làm gì đó, đừng nói bay trống nha. Nó bung dù ra rất là delay nha. Trời ơi. Nhưng mà chả có cái quái gì hôm nay cả, con game lừa đảo. Mình đang đi vòng vòng nghe kể về quá khứ ông nội mình hay là cái gì đó. SEI gì đó. Okay. Just a few more turns. Đúp. Giờ tới gì? Chữ Y. Có một chữ Y. Đi đây. Nãy tôi còn thấy chữ S ở đâu ấy nữa. Bỏ tay anh kìa mày. Có mặt quá. Mặc dù nó có nghiệm thứ ba nha. Đây là đâu nữa vậy?
leader phía trên cái nhà nãy của mình. Cái này nãy mình tương tác rồi. Come proxy to war. Excellent not a reason why. The way mine forward should be to do and die. Let's get back to that gate. Giờ tới là tới cũng ít mà. G nè, cái chữ G ngay đây nè. Super satisfying. Trời ơi. Indeed. Hey, wait. Tiếp tục. Try to stay close. It's confused me for a memory. Hành trình khám phá cái ký ức của mình. Tất cả những gì nãy giờ là trong cái tâm trí mình đó. You're like a fountain of bits. Keep collecting and I'll reward you as best I can. Giant dominoes. Những cái khối domino khổng lồ là cái gì? I wonder where this leads. Trời ơi, camera kìa. Whoa, are we still in a cave? All minds are filled with beautiful contradictions. Imagine what else we'll discover. Chỗ này làm gì có đường đi ta? FPS nó gấp rồi anh em thấy không? À. Cái gì đây? Wonderful. You look amazing. Mở phá được một cái bức ảnh kỷ niệm gì đó. Another painting. Một bức tranh vẽ khác. This one's about. A day spent fishing with his son. According to the scan, a day that never happened. Hết đường đi ta. Who instigates the domino effect? The person who topples it, or the one who sets it up? The one who flicks it. But no one sets up dominoes without a plan to knock them over. So they're both instigators in a way. That would indicate that in your mind, action and intent are held equal. How fascinating. Rồi, nói chung là hết cái khu này rồi. Ê! Thôi sống tôi rồi.
À, không, không sao hết. Mình sẽ đi một cái khu vực như thế này á, mình khám phá được những bức tranh thôi. Đây chỗ này, ủa? Mình mới từ chỗ đó ra mà. Không có phun ra được cái quả cầu như nãy nữa ta. 100, 250, 500 đó là cái gì? That he and his dad had designated board game nights, where they would bet pennies on dominoes and eat dodgy frozen dinners. Henry always said he'd give anything for one more night like that. Đang nói về mà cái thời xưa mình chơi cái board game. Nhớ vậy cái quá khứ lúc mình chơi cái board game thôi. Hết đường đi rồi. Phía dưới này có một đường đó nè. Và phía trên này cũng có một đường đó nè. Đi trên trước đi. Dad always says you gotta play the bones you pull. Do you think he got that from Grandpa? It's possible. Your grandfather always carried a snake-eyed domino in his pocket, for luck. Or as he liked to call those two dots, Grandma's peepers. Grandma's peepers? Is that a joke? I've never seen so many books. This room represents an archive of memory. Đây là cái phòng lưu trữ ký ức của mình đó. If you were to be lost in the river, your memories would not be lost with you. Memories are forever. Hey, that's from a wonderful book. Yes. Không được. Đi tiếp đường phía dưới này thôi. No, I just got that. Đi khó vậy. Khó quá, khó quá, bỏ qua. Nhiệm vụ của mình là đi theo quả cầu này à. All that to get to a dead end. Seems like a perfect opportunity to find another way out. That can't be good. Cô biến, cô biến. You're up, Master Glitch Hunter. So much of his mind is just dark, foggy. He's forgotten so much. GT cũng ít. Chóng mặt quá anh em ơi, chơi con game này nó nhảy tinh tường.
Khó nhìn quá. Cái dưới này cũng đi được cái nè, mắc gì mình phải nhảy nhảy lên mấy cục này. Rồi thôi, vô nhà chế đây thôi, chóng mặt đau đầu quá. Chứ mà lấy demo tôi bấm vô cái nó nhảy thẳng vào chương 4 là sao ta? His full name was Henry Theodore Jacobs, a serious name for a serious man. Henry was the kind of man who spoke gruffly, but was really a sensitive butterball under all the grumpiness. I think your father got that from him. Nè, nhảy thẳng vô chương 4 luôn nè. Henry. What the? Trời ơi. Trình tải ADM của tôi nó lỗi nữa. Bây giờ qua con game thứ ba tên là Quick Game. Game này thì dev contact thẳng cho tôi luôn. Gửi là không có qua hệ thống nào hết. Coi như là gửi trực tiếp qua email hay gì đó. Nói về một con game bên Nintendo mà mới vừa ra mắt gần đây thôi. Đây, một ngày trước là có một bản update ra mắt vào 26 tháng 1, là cách đây khoảng 5-6 ngày. Coi thử cái trailer nó lên sau. Thấy game này cũng tương đối nặng đó nha. Hack and Slash à. Mà thì mình có thể trang bị rất là nhiều vũ khí giống như Gotato luôn á. Những cái kỹ năng phép thuật nữa. Thậm chí combo kết hợp là rất là nhiều cái loại nguyên tố khác nhau. Có thể là đến mức AFK luôn á. Mình đi lụm gỗ hả? Là đây là những cái bay của mình hay là cái dạng gọi là trang bị ta? Giống cái con mà chịu hồi xưa á. Đánh giá thì hầu hết là tích cực thôi. Thì những cái ảnh này, đây, có cái ảnh nâng cấp mấy cái đồ vũ khí nè. Cái này là thư viện của mình này. Thôi vô thử thư viện của mình là những cái là mình đang có. Sao mà cái tỷ lệ màn hình kỳ cục vậy ta? Có hai cái sọc đen hai bên đó nào. Thôi không ổn không ổn, FPS kiểu này là không có vệ sinh hay là ghi sinh gì rồi. Tôi sẽ có cần tiền nếu. Cũng vậy à. Đây là những cái nhân vật mình có thể mở phá trong cái trò chơi ở phiên bản hiện tại này. 2, 4, 6, 8, 9 nhân vật. Dự định của mình là nhân vật đầu tiên. Thời gian độ dài game thì 10 phút thôi. Kinh đúng hả? Khi súng này thì piston 1 đam chí mạng không kinh đao 1 giây. 1 đam 0.8 gan 11, nóc bon 0, mát level 5, mát level 6, nóc bon 1, gan 12, tốc độ hơi chậm. Sau khi mình phá cái cây rồi 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 cái cây này do mình vật liệu nữa mà mình xây đồ.
Sử dụng bom bằng cái nút E rồi. Rồi bom là phải lụm trong mà cái kho này mới được. Súng gì bắn mà ảo ma quá chứ. Captain cộng 3 là sao ta? Fit up cộng 1, thủ cộng 3, midi dam cộng 3. Mình đang chơi súng thì vũ khí của mình đâu? Cái vũ khí được coi thông tin đâu? Đây là những cái vũ khí mà mình có thể nâng cấp lên, cho trang bị lên tối đa. Nâng một phát thì trừ 18. Hay là mua cái này ta? Cái vũ khí của mình random là không hả? À cái này là do cái mình chọn thôi. Tốc độ trừ 1 đấy, không ngon rồi. Đam mình có thể gây ra bởi một cái vụ nổ. Nó có hình cây súng như này là sao nữa? HP recovery. Mỗi 1 giây thì mình có cơ hội hồi phục là 1.5% máu lên tới là 50. Không tiền luôn, cây súng lên level 3 luôn. Đam 1.1 hả? Có khác méo gì đâu. Con heo kìa, con heo kìa. À mình có thể tam được con heo luôn, nó sẽ đi theo mình. Lụm tiền đã, một điểm né tránh, một điểm gáp, hai điểm gan. 87 tiền, một cái mũ này thì nó trừ một phép. Thêm một cái vũ khí Faster Bullet là tốc độ đạn nhanh hơn hả? Có mà xây dựng một cái trụ này, nó sẽ góp ba cái thực phẩm của mình. Gundam, Magic Dam, tốc độ bắn, không. Không đủ tiền, phá đi. Khi trời tối mình sẽ bảo vệ được, có một cái trụ để mình bảo vệ. Con thú nào để tam nó không ta? Con heo này nó có tác dụng méo đâu. Thì nó đi công thành của mình kìa. Ba Magic Dam, ba Sophist. Ủa cái này mình phá đâu? À đây nè. Vũ khí khủng phép. Hết tiền rồi. Sao quái đứng yên hết gì nào? Con heo của mình đâu rồi? Đây là nơi mình có thể đặt một cái trụ, nhấn nút tab. Không đủ vật liệu, 22 gỗ. Gỗ thì mình có 16 thôi. Kim thủ thành à, tower defense à. Gundam cộng 3, né tránh cộng 3, lấy Gundam. Nãy giờ vẫn chọn chọn thôi chứ chả hiểu cái quái gì cả. Sụt nhanh nè.
Cái shotgun này nó mạnh phết đó nha. Cái nào dạng vũ khí không bút đó, cơ hội tăng máu khi mà nhận đâm. Vũ khí cận chiến có thể gây ra một cái vụ nổ. Setting bằng cách nâng cấp, chỉnh sửa hoặc là bán. 25. 25 này là 25 gì? 25 gỗ không? Đi chặt cây, đi chặt cây. God bao, cái này là chủ Agao. Mười tám gỗ, mình đang thiếu gỗ rồi. Cái này là cái vòng gì đây? Ghép tinh, ghép đam, phít úp. Lấy phít úp đi, lụm đồ cho nó khỏe. AK ghép đồ, gan đam, tốc độ, cung, gom hết. Nói chung có vũ khí gì gom hết vũ khí đó. Thịt gà hồi được 9 máu. Giáp tinh HP hồi máu. Hồi máu đi. 10% tốc độ di chuyển, 10% cái tầm đánh vũ khí. Không biết cái này là cái gì. Nhưng nói vũ khí thì cứ gom đi. Trời tối rồi đó hả? Cây nó có mọc lại không ta? Hay là mình đi phá hết cây là nó mất luôn? Bắt được con khỉ trên cua nè. Vũ khí thì lấy hết. Hai bốn sáu bảy, mình chỉ được có 7 cái loại vũ khí thôi, mua tầm bậy tầm bạ nhiều quá rồi. Bút cho shotgun và piston, ok. Còn 6 máu thôi nha, đi kiếm thịt ăn mới được. Vậy là ban ngày mình phải đi chặt cây nè. Còn ban đêm á là mình về mình xây dựng thủ thành. Ghiết đam cộng 2, phòng thủ cộng 3, ghiết đam. Hai cái này nó giống nhau thì mình không có nâng lên được hết là hai cây đuốc nè. Cận chiến thì chắc bỏ hết đi.
Bây giờ chỉ lấy cái Gundam thôi. Mấy cái magic này hình như là nó boost cho mấy cái dưới đây. Cũng không hiểu cho lắm. Cái này nó boost cho cây nỏ đinh 3. Cái này tăng tốc độ bắn. Cái này là trang bị tùm lum quá, chả hiểu cái gì cả. Đam 3 0.17 này, đam 1.5 nâng cây này lên luôn. Tôi kết mình đạt giới hạn rồi. Ý da đụng cái ba máu, trời ơi. Ba né tránh, Gundam cộng 1. Vũ khí. Hai cái súng lục này khác nhau hả? Bút này cho cây cung. Bút này. Cái dòng này là cái gì? Nó có hai cái chấm này nè, là nó lên bậc hai hay gì đó. Đi kiếm thêm gỗ, tí về mình nâng cấp mấy cái trụ lên, con cua. Ui máu. Ủa? Ba chục gỗ nâng lên nè, ba chục gỗ nâng lên, ba chục gỗ nâng lên, nâng lên bậc 4 luôn rồi đó. Tốc độ bắn cộng 2 cũng được. Dao không 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 magic dam cho cây đuốc, gan dam không có gì phép. 16 tiền à, mát HP trừ né tránh. Không, bình nét dam, bình nét gan nhé. Vật này bằng Ultimate Weapon là Hammer Ultimate Weapon, tức là boost cho cái vũ khí này bằng tối đa luôn đó phải không? Cung thì mình có rồi. Cung bằng Max Level nè. Vậy thì bán cái súng lục này thôi. Piston bằng mắt được vào luôn. Shotgun. Rồi. Heo 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 heo.
Mất 12 gỗ, 12 gỗ là ok. Hết gỗ luôn rồi. SMG Aegon Will cộng Mad Lover bằng tức là cái chọc doanh nâng Mad Lover nó bằng cái vũ khí tối thượng. Thử trước cái xuống lục này. Bây giờ Mad Lover nè, Edgian nè thì nó sẽ thành vũ khí tối thượng, có cơ hội là kích hoạt một cái bom khi nổ. Đâu thấy gì đâu, để không mười phút hả? Người đá với chúng tôi hả? Chúng cháu quá vậy? Phải ghép tốc độ bắn nhanh hơn. Ok. Shotgun. Cái này cái mặt chinh ganh à, mặt chinh ganh này bằng cái vũ khí tối thượng rồi đó, vẫn chưa hiểu cái vụ nâng cấp này cho lắm. Game này tôi không biết có giá bao nhiêu nữa ta, nãy quên để ý nữa, thấy game cũng ổn áp hết á. Trụ này sắp bể rồi, nhưng mà cứ sửa thì sửa trụ dưới này. Mặt chinh gân nữa nè, 2467 mát 7 cái vũ khí rồi. Phút 13 giây. Ê con gì vậy? Cái gì chết luôn rồi. Đóng thành tựu luôn rồi. Ôi vãi 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 vãi. Không hiểu cho lắm. Có cái hướng dẫn nào upgrade này là cái gì? Mình có bốn cái viên băng này, tốc độ tấn công magic dam, số lượng trụ cộng 1 cộng 1 cộng 1 và cộng 1. Gấp tinh trừ 3 là sao đó. Fit up mà là cái weapon phần attack gun. Vớ vẩn. Cái gì dạng như tầm đánh thì đúng hơn. Của nhân vật này mình mở được nè.
Đóng băng quân địch level 3 hả? Thử này á. Chết rồi, ba cái cận chiến không luôn rồi. Tinh cộng 3 phai ghép đánh tốc độ nhanh hơn đi. Mình đã theo cận chiến rồi thì chắc vui cận chiến luôn. Hai cây đuốc này thì nó không biết có cộng dồn với nhau không? Chắc là không đâu. Nidalee cover cộng max level bằng cái ulti. Nãy giờ đi vậy mà mới có mười mấy gỗ thôi. Ba phòng thủ, phải ghét. Gan đam không cần, đam này dạng đam phép. Kifia này bằng vũ khí tối thượng. Tí nữa kiếm Kifia. Cái gì cục băng đây vậy? Trời ơi. Cái này cái ghiều chúng phải cái búa nha. Hai cái hammer không à. Đây 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 đây. Rồi bỏ mất tiêu cái đó rồi. Thiệt. Đây nè, cái này attack magic bằng mắt vào gì nè. Mình tập trung nâng cái này đi, mát level đi tính. Tại hai cái này thấy nó ghi liên quan với nhau mà không hiểu là cái gì.
ba gích đam cận chiến đam gấp tinh. Cái này cái đuốc, còn cái này là cái chưởng, vẫn là cận chiến thôi. Bút cho cái chưởng nè, cái đinh ba nè. Bây giờ nâng cái đinh ba lên mát luôn. Ok, mất máu dữ vậy ta, mình đi lượm đồ thôi mà. Kỹ 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 mi đi đam git đam gan đam cây phi ở đây, cây phi hồi nãy mình lấy sẵn nè. Cái này thì cho cây ganai lấy luôn nè, cái này cho cây hammer này lấy luôn nè. Rồi bây giờ mình chỉ nâng cấp cái dàn vũ khí này lên thôi. Trăm cây rồi, 100 gỗ rồi, tha hồ mà nâng luôn. Hết gỗ nè, nâng nó bậc 5 luôn nè. Nó bắn cỡ nào nè? Con heo máu 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 né tránh phai ghét tốc độ đánh HP ghi co với ghi ngon. Kiếm hả? Kiếm thì mình không có cái nào vui kiếm cả. Bây giờ tập trung nâng cái này lên Master V6. Độ git đam pick up đinh ba, kinh ba mình có rồi, có rồi. Nó không cho nâng nâng mát cái này đó. Level 4 này, 2 level nữa. Đi chặt cây thôi. Con cua nè, con heo nè. Up gấp tinh, gấp tinh. Con nọt này không có, Phiton cũng không, cái này cũng không luôn, cái này cũng không luôn. Vậy tiếp tục nâng cái này. Master V hết, là cái này nó sẽ tắt với nhau không? Tiếp theo là cây phi của mình, là cây này. Cây này 39, cây này 43. Càng lướt hết khu rừng chúng ta kiếm được có 100 cái cây thôi.
Gundam, Gundam, phích up. Không, không, không. Cái này cũng không luôn. Cái này cũng không luôn. Nên bây giờ nâng cái cây mà cái này lên thì được cái gì? Nâng mắt cái phía lên thì vũ khí có khả năng nổ. Hai đồ bờ nữa. Up trừ 2 á. Né tránh này đúng là phế nhất nè. Up trừ luôn cũng được. Con cá, con cá. Hết cây luôn rồi, đi hết cái map rồi không thấy cây nữa. Né Gidam Mili Gidam thì kiếm con ninh phai nâng mát cái cây này lên đã. Ok, hết luôn. Keyword tăng thêm lượng đạn cái đinh ba, đinh ba đây. Gì bắn ảo ma chưa? Anh em nhìn nè. Trời, boss với chúng tôi hả? Lấy 3 phòng thủ, lấy luôn hồi máu với phòng thủ, bỏ né tránh luôn. Không đủ tiền. Cái này boost cho cái cây Tết mình mà mình bán mới tiêu rồi. Nên nâng tiếp cái này lên mát đi. Tốc độ di chuyển không cần cho lắm, tăng thêm lượng đạn. Này con boss nãy đâu phải không? Không không, boss nãy phút thứ 10 đâu.
mình dùng máu của cái này của mình để sửa cho cái trụ này đó nha. Đúng nghĩa là bán máu luôn á. Cái này bút cho cái kiếm được. Này bút cho cái búa à? Không. Level 4, 2 level nữa là đủ. Quá nhanh đến giật rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Ê, 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 ê. Ê, 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 còn một máu à, rồi. Đóng hình tù luôn. Mở đường thần nữa nè. Thằng này thì không có chơi được Magic đâu. Thằng này thì chuyên Magic đâu nè. Chơi lại lần nữa mới được. Tôi khá là cay nha. Bươi tay dài nó vẫn ngon hơn á. Ít phép tốc độ Gundam. Không tí nữa có Magic thì bui Magic. Đây 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 Magic đây. Gundam với Magic Dam. Không đủ tiền phá lại. Hai phòng thủ
tốc độ tấn công, súng lục, Gundam Magic Dam, Shorting Orc là cái gì chả biết. Đi đam ghét đam phích đốc lấy phích đốc hay sốt kiếp đồ tí nữa nâng cái này đó lên bao phai ghi này à, mát luôn. Hồi máu ma gích đam lấy ma gích đam lấy nâng mát cái này luôn ma gích đam kích up 3 bút cho sọc gần tí nữa kiếm cây sọc gần mềm dưới đất. Xuất tinh ngọt nó bắn vào cái cục trắng trắng này nè, bây giờ dọn cái khu rừng này đúng mau luôn đó. Gidam Midi Dam Phai Ghét Magidam của cây đuốc này. Đuốc này dạng cận chiến hay ta? Không Magidam ít em ghi đây 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 bút cái này là bút cho cái hộp này của mình ba level nữa. Né tránh HP 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 Fear Magic Dam HP hồi máu Gundam Fire Gate lấy luôn 96 thiếu tiền nó có cái dòng gì xung quanh mình đó. À cái dòng như dòng bảo vệ đó, đẩy quân địch đi ra. Hai con luôn, con cá nhưng khỉ. Gấp tinh Magic Dam. Phải ghét. Lên chín luôn nè.
hai đôi bờ nữa, khoảng 300 tiền là đủ. Boost cho cây búa, giảm tốc độ. Boost cho cái ai chích cơ này là cái gì? Mình không có. Đây có nè, có nè. Cái này thì boost cho mà cái trụ gì đó. Nhất thành, không có cái đó luôn. 67 vừa đủ nâng cấp nữa. Magic Dam cộng 1 không vậy? Thì phép đây. Cộng 2 nè. Lấy hồi máu đi. Mà chiến với SMG. SMG đây. Không phải. Shotgun. Không có luôn. Hai cái này đi với nhau được nè. Đi con heo gấp tinh phép ghét đam bớt một điểm phích úp bớt một điểm né tránh phải ghét bon cybernet này là cái quái gì đây cái nào bút cho phải ghét bon không không bút cho súng lục cũng được 148 chưa đủ tiền. Năm chục gỗ hả? Năm chục gỗ thì cũng chưa đâu vô đâu cả. Ăn cua. Tôi vẫn chưa biết bắt mấy con thú này có tác dụng gì nữa. Thấy nó thì mình cứ bắt thôi. Chọc gân với mặt trên gân thôi. Rồi ok, mát một cái. Tiếp theo là mát cái này. 126 tiền nữa là đủ. Shotgun. Mát luôn. Ghi gôn một phát. Nó bút cho cây cung, bút cho cung file nè. Hammer thì không có. Cái này dạng như hồi sinh một lần quá không? Đi ra. Không còn một cái cây luôn. HP Magic. Magic mình 25 rồi. HP đi. HP hồi máu 10. Quýt 181. Cái này thuộc tính thổ, cái này boost cho cái cây trượng. Bia thì không có. Ít mai này có cái nào boost cho nó chưa? Cái này boost vui rồi. Cái này ai? Cái này thuộc tính khí hả? Đây nè.
Cái này 3 level nó mát rồi. Chuột doanh, súng lục. Mặt chin, tí nữa nâng game mặt chin này mát luôn. Bididam, Magidam, Sophit. Sọc doanh có rồi. Stargito. Lấy luôn đi. Sọc doanh 2 cây thì không. Gán nâng mát cái cây súng mà công nghệ hiện đại là được rồi. Bên mà chim ở đây phía trừ một thì cũng được. Sửa nhà, sửa nhà. Cây ga nè, cây ga nè. Này hoài với ta. Mình có một cái nè. Ba level nữa là cả ngàn tiền luôn đó nha. Không, tiền mình lên nhanh lắm, nó lên 700-800 rồi nè. Cua, cua. Gấp tinh mát HP kiếm đường phai 348, hai cấp nữa là khoảng 1.000 rồi. Máu luôn. Sao nó cho máu mình nhiều dữ ta? Aegon, Ismai là cái này, lấy cái này. Phía trừ 1 mà phòng thủ tăng 5 lần, lấy luôn. Sọc gân vẫn chưa đủ. Bốn trăm nữa đủ tiền. Máu có thấy hồi bao nhiêu luôn á, vẫn 26 như nãy giờ nè. Lừa đảo à, lâu lâu nó mới hồi được một máu à. Bước một phòng thủ cũng không sao, phòng thủ mình cao lắm. Này 6 level. Lấy luôn cái này đi. 425, ok.
Thật sao là lên cái đó. Hết em ghi không có cái lông trừ Gundam, không cần luôn. 478 435 mát hết well fun. Tiếp theo là cây sầu ganh hay là cái vàng dưới này đi, tiếp theo là cái vàng ba gích ở dưới nữa. Né tránh thì đôi khi cũng méo cần vô lắm, trừ một đống luôn nhưng mà tăng được một cái cáp. Không cần, mấy vũ khí mình đâu có nâng nhiều đâu. Cái này không cái nào cần hết. Hết em ghi. Không. Cái này nó mắc dữ trời vậy đó hả? Tích cộng 14 máu. Một level nữa 263 tiền là đủ, 263. Coi đủ tiền rồi đó. Sửa cái chủ này. Magic Dam gấp tinh. Hai phòng thủ đi. Gundam Faget. Mát nè. Fit mát HP. Lấy cái này. Gieo tinh bơm mình không có cái đó. Một level nữa 167 tiền cũng rẻ, kịp boss cuối. Chết rồi, bể chủ vậy này. Ôi vãi, nó đập chủ như con luôn. Nếu ổn. Trời ơi, nó đập bể mấy cái chủ xịn của tôi chứ. Phí của nó thiệt.
Quá trời giật rồi, quá trời giật rồi. Win luôn đó hả? Rồi thành tựu ghê à. Khủng khiếp. Một đống cái ớt đó. Mất hai né tránh. Thôi. Rồi được rồi. Game này chơi đến đây thôi. Hôm nay chơi tận 3 game nữa. Rồi ok bye bye anh em. Game cũng khá ổn áp nha.